Thì đây là mình đánh giá là một bộ mic khá hoàn hảo. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về bộ mic không dây Rode Wireless Go. Một bộ không dây mình có thể đánh giá là tiện nhất, và các video editor hay là các quay phim hoặc các liên quan đến hình ảnh, quay phim về truyền thông thì nên mua một cái bộ mic không dây Wireless Go này. Thì bây giờ mình sẽ bóc giới thiệu cho các bạn cụ thể hơn về bộ mic không dây này. Đây, bộ mic không dây này rất nhỏ gọn. Tất cả các thiết bị của mic không dây đây là, còn đây là sạc. Đây là hai cái bộ thu và bộ phát của bộ mic. Bộ này là có cái đầu mic này, nó là bộ dành cho những MC sẽ đeo những cái này. Còn đây một bộ nguồn sẽ gắn, đây là bộ sẽ gắn vào máy quay. Và đây là đầu dây. Dây này chúng ta sẽ cắm đầu 3.5 này. Một đầu cắm vào cục này và một đầu sẽ cắm vào máy quay. Nguồn của nó thì rất đơn giản, mình chỉ ấn và giữ. Giữ một lúc là nó nguồn nó sẽ lên. Khi nào mình bật hai cái này lên, nó sẽ tự nhận qua cái sóng wifi đây, có vạch sóng wifi. Các bạn có thể nhìn thấy đây, bộ mic không dây Wireless Go này rất nhỏ gọn. Chúng ta có thể cài vào áo đây. Và tiếng, đây các bạn đang nghe trực tiếp tiếng của bộ mic không dây này. Rất ấm và rất trong. Cái đặc điểm của cái mic không dây này thì pin của nó là liền, pin liền. Và một lần sạc pin khoảng 40 phút thì các bạn có thể dùng trong vòng 7 tiếng đồng hồ. Rất pin khá là trâu. Còn đây là bộ lọc gió của trong cái mic này, nó sẽ có hai lỗ đấy để mình cắm với bộ lọc gió này, chuyên dùng để đi ngoài đường gió hoặc là ấy. Mình có thể test luôn cho các bạn xem. Đây, mình đang đứng trước một mình đang đứng trước một cái quạt gió rất to, các bạn có thể nghe tiếng âm thanh nó sẽ bị tiếng ù ù. Đây, mình sẽ lắp vào cái lọc gió vào. Đây, tiếng của nó sẽ ấm hơn rất nhiều. Và không còn tiếng tạp âm của nó, tiếng gió nó không còn to như lúc mình chưa cài cái lọc gió nữa. Đây, các bạn có thể nghe rất rõ, sự thay đổi rất rõ rệt. Nhưng có một cái nhược điểm của cái bộ lọc gió này, nó là rất dễ rơi, rất dễ tuột. Khi ngoài đường đi thì các bạn không để ý, nó sẽ tuột bất cứ lúc nào. Rất dễ tuột. Đó là cái nhược điểm của bộ mic không dây này. Và cái bộ mic không dây là mình có thể đi được khá là xa tí nữa. Bây giờ mình sẽ, và có thể đi được xuyên tường. Bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn đi sang hai lớp tường, đi qua hai lớp tường. Bây giờ mình sẽ sang phòng bên cạnh. Đây, mình đang sang ở phòng bên cạnh và qua hai lớp tường. Các bạn có thể nghe tiếng vẫn rất là êm, vẫn rất là ổn định. Giờ mình sẽ quay lại về trường quay. Cái tiện lợi của cái mic không dây này nữa, mình khi mà mình hết pin, mình không để pin, mình có thể cắm sạc một đầu cắm vào sạc đây, và một đầu mình có thể cắm vào cái sạc dự phòng của điện thoại. Mình có thể cắm cái đầu này cắm vào sạc dự phòng điện thoại, và rất tiện lợi cho những lần mà mình có thể quên mang sạc đi. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn về khoảng cách của bộ mic không dây này. Chúng ta sẽ đi ra ngoài đường. Bây giờ mình sẽ đi thực tế cho các bạn xem khoảng cách của bộ Wireless Go này sẽ là khoảng cách là bao nhiêu.
Bây giờ mình sẽ thực tế đi luôn. Đây là vị trí máy quay sẽ đứng im và tôi sẽ đi xa so với máy quay. Ở đây đang là một trong khu mọi người khá là đông đúc và có một số nhà đang xây dựng ở bên cạnh nên tiếng khá là ồn và có nhiều xe cộ đi lại. Đây tôi đang đi ở khoảng cách xe là đang là khoảng 40 mét rồi, tiếng vẫn tốt. Càng đi xa này chắc chắn là sẽ không từ lúc mà gần mặt. 60 mét rồi, tiếng nó đã bắt đầu kẹt. Khoảng cách này thì sẽ là tín hiệu sẽ kém. Giờ tôi sẽ quay trở lại gần máy quay. Càng đi gần tín hiệu nó sẽ càng ổn định hơn. Đây, tôi đang gần tiến lại gần máy quay và đang cách máy quay khoảng 30 mét. Tiếng khá là tốt, bắt đầu gần máy quay rồi. Ok, tôi đã đứng về máy quay rồi. Mình đã giới thiệu cho bạn về bộ mic không dây Wireless Go của Rode rồi. Thì đây là mình đánh giá là một bộ mic khá hoàn hảo, rất tiện lợi và công dụng của nó thì rất tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.